Dạ. Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Coleman là có dịp về với Tây Ninh. Cũng lâu lắm rồi, từ 2 năm rồi bây giờ là trở lại Tây Ninh. Và hôm nay là ngày một cái ngày trung tuần tháng 3. Mình đang có mặt tại một cái tiệm bánh canh, một trong những tiệm bánh canh nổi tiếng nhất ở thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Tiệm bánh canh này có tên là tiệm bánh canh của bà Năm Dung. Ở đây là số 90 đường Nguyễn Văn Rốp, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Rồi. Mình nghe đồn là cái tiệm bánh canh này là một trong những cái tiệm bánh canh lâu đời nhất, đã có từ năm 1950. Since 1950. Phải không anh? Nghe nói tiệm mình lâu đời lắm à, phải không? Ồ dạ. Nghe nói từ năm 1950 luôn. Ủa bà Năm Dung là ai vậy? Không, bà Năm Dung đó là bà Năm Dung tám mấy hả? Vẫn còn khỏe hả? Bán từ hồi trẻ luôn. Ồ đây là cái nước mắm chua ngọt. Ồ nước mắm của Đan Minh Tráng. Ôi hấp dẫn quá à. Nhìn cái chén nước mắm này mà ai mà chịu nổi trời. Ờ đó đây bán thêm mà mọi người đến ăn xong rồi. Lát vô kia gọi hả? Ngồi trong kia, ngồi trong bàn gọi ha. Em là thứ đời thứ mấy? Em là đời thứ mấy? Em là cháu à? À bán phụ à, cháu bán phụ à. Rồi ok. À giờ là nãy là mình đang đứng mình thấy có cái bà cụ mà không biết bà đi đâu mất tiêu rồi. Rồi ở đây có bán luôn cả mấy cái đồ rồi muối tiêu nè, muối tôm nè, mà con thấy nó ngon không, hấp dẫn không? Ủa mà ai làm vậy? À chỗ khác làm hả? Ủa không có thể để tên gì hết. Đây có muối ớt, muối tiêu nè, mang về không hết sảy nè. Muối tiêu, muối ớt. Đi vô kiếm bà Năm. Vô hỏi thăm bà Năm. À đây bà Năm nè. Đi đây em. Dạ không, vô thăm bà. Cảm ơn nhiều. Dạ. Phải không, bà Năm Dung là bà hả? À tôi. Ồ bà 16 tuổi rồi. Bà năm nay tuổi rồi. Bà năm nay 86 tuổi. Bà 87 tuổi rồi mà bán 16 mấy năm. 87 tuổi rồi bán 6 mấy năm là bán gần hăm mấy tuổi là già giàu. Ồ. Ai bà Năm Dung nè, bà Năm Dung trong truyền thuyết nè, bà con cô bác thân mến. Ủa nói cái quán mình có từ năm 1950. Bà ủa, vậy là tính là bảy mấy năm chứ. Mà già rồi để lại hồi tôi hăm mấy tuổi, nay tôi 87 tuổi rồi. Ồ, vậy là đúng rồi, bảy mấy năm rồi, 74 năm. À, sao bánh canh này bánh canh gia truyền mà. Em hôm nay nhiêu năm mà bà Năm nhiêu? 87. 87. Ừ. 87 giờ đúng rồi, mà coi như 23 tuổi là tiếp quản cái quán này tới giờ luôn. Dạ. Đây nhà mình luôn. Bên đây luôn. Ủa nãy con thấy bên kia có cái Năm Dung 2, Năm Dung 3 là cháu nội. À để cháu cho nội. Con trai rồi. Ồ, cháu nội. Dạ. Em biết cái quán này là ông Hun Sen cũng ăn đây. Hun Sen đó hả? Ừ. À, ông thủ tướng Campuchia. À ông thủ tướng đời trước, bây giờ thủ tướng ngày nào cũng đóng thùng lên trên lên đó thôi. Ủa vậy hả, tức là mình đóng thùng mình đưa qua cửa khẩu hả? Trắng thịt này tới mình đi tới cửa khẩu ở bên đó thì qua mình nhận việc à. Ôi em biết Năm Dung mà làm sao mà biết là ổng? À tại vì hồi lúc đó là ổng có xuống đây mà. À, trước khi ông xuống đây anh là công an mới dạy được thôi. Ồ đây là xưa là thủ tướng nguyên thủ tướng Hun Sen nha. Mới đây. Ủa? Nè mấy ông tướng mới xuống ở đây này cũng nửa tháng. Ừ. Ăn là trước khi ông vô đây ông ăn có hai bà bàn đây. Ông thôi đây là công an hai bàn và đeo. Dạ. Dạ. Ồ wow. Bây giờ là ông con ông lên thế ông rồi. Ừ. Con ông lên đây. Rồi. Dạ. Em biết bữa về Hà Nội vậy em. Dạ. Thế thì ông vô Năm Dung ba này ra quả anh biết đại nhiều 400 khách. 400 khách. Dạ. À, đại ngoài Hà Nội đó ha. Dạ. Dạ. À, về mấy ông khen quá. Còn ông Năm còn không hay ông Năm? 88. Ông Năm 88. Ô. Ừ. Ông Năm vẫn khỏe luôn. Khỏe ông luôn. Năm mà Năm khỏe luôn. Wow. Ồ. Con ngồi giàu. Dạ, nhà con ngồi giàu mà con sống Sài Gòn á.
ở đây bán đi khẩu xuất khẩu được. Trời ơi. Đây nè, đây rồi, rồi 74 năm. Trời ơi, gần một quán bánh canh mà gần 80 năm mà còn. Ồ, dạ, tao con ra con ăn nha. Dạ, dạ. Dạ, bánh tráng cuốn thịt luộc hả? Dạ. Ngồi đi. Ăn bánh canh ở đây có bánh tráng cuốn thịt luộc nữa đó. Thôi mình ngồi đây đi, chờ ngồi chung với đồng chí tài xế mình đi, ngồi đi. Dạ rồi. Rồi đây, mời bà con cô bác về Tây Ninh mà không ăn bánh canh trắng bàn, không ăn ăn bánh canh với bánh tráng là một cái thiếu sót vô cùng lớn nha. À. Trời chỉ coi dữ. Nó hơi sợ nó án đó. Nó che vậy. Hay. Trời cái nước ngọt, cái thanh đậm đà. À. Ô tô ngọt luôn á, nhìn cái nồi xương nãy là biết rồi. Bây giờ mình phải làm đây, hũ ớt vô. Ủa có nước mắm mặn không em? Cái nước mắm mặn cho chú chén nước mắm mặn. Không, cái nước mắm á, nước mắm mặn. Ừ. Trời ơi, nãy giờ quên mất cái chọp hình. Chụp cái tô này chứ. Cho xin đôi đũa luôn đi bác. Có. Khoảng 10 phút nữa đi cho chú luôn nè. Rồi, mời quý vị các bạn dùng thử nhé. Rồi, bỏ thêm một miếng hành lá lên. Đó, sau đó mình sẽ trộn. Rồi, thêm một ít nước mắm mặn vô. Đó. Nãy mình thử là nó chưa có nước mắm mặn, nó cũng vừa rồi, mà có thêm tí nước mắm cho nó thơm. Đây là cái đặc trưng của cái bánh tráng trắng bàn, là người ta cắt cái miếng thịt nào miếng nấy, nó mỏng như nó mỏng dính luôn. Có phải có dùng hồi xưa là không có cái máy, bây giờ có cái máy cắt rồi nha. Nó còn giờ xưa, hồi xưa không có máy là cắt bằng dao á. Và ăn là phải có nước mắm, là phải có tiêu. Bỏ thêm chút vô. Cái thịt nó thơm, nó thơm béo ngậy à, nó mặc dù nó mỏng. Quá. Cái sợi bánh canh ở trảng bàn á, nó cũng khác ở những cái vùng khác. À, cái sợi nó dai dai mà nó có cái độ giòn nữa. À.
thật ra mình ăn bánh canh đảng bàng, vô bánh canh đảng bàng mình thích nhất là mình cái miếng thịt heo, thịt nạc. Nó mỏng, mình cắt nó vừa ăn không bị ngán. Nhưng mà nó vẫn ăn vẫn cảm nhận được cái độ ngọt của miếng thịt, độ tươi của miếng thịt. Mình về Tây Ninh, đặc biệt là Trảng Bàng, mình ăn cũng nhiều quán rồi. Hầu như quán nào cũng ngon, mỗi quán ngon một kiểu khác nhau nha. Đó, vị hơi khác khác chút xíu rồi. Cái bánh canh Trảng Bàng ở bánh canh Trảng Bàng ở Tây Ninh đó, hầu như các quán cái vị đều hơi giống giống nhau, không có khác biệt nhiều lắm, nhất là những cái quán mà ngon nổi tiếng. Còn một cái quán nữa mà mình cũng rất thích ở Trảng Bàng này, đó là cái quán của bánh canh Bé Năm. Dạ, quán bánh canh Bé Năm nằm ở đường quốc lộ 22. Ở cái mình, cái quán đó là mình đi dọc đường về mình hay ghé ăn lắm, lúc mà trên đường về. Đây Năm Dung, không biết có bà con thì có quen biết gì với cô Bé Năm không. Cô Bé Năm cũng lớn tuổi và dễ thương lắm. Đúng ra buổi sáng ăn tô này vừa rồi mà mình gọi thêm cái này. Tại vì ở về đây mà không có ăn à. Rồi đó, phải đổi tay máy rồi đó. Là mình phải gọi thêm cái bánh tráng này. Nếu mà không có gọi thêm cái bánh tráng thì nó không có, chưa đủ bài. Đó, cái bánh tráng đặng bàn đây. Đó, mọi người thấy không? Bánh tráng phơi xương nha. Đó, bánh tráng đặng bàn nó khác, những khác là bánh tráng, người ta gọi là bánh tráng phơi xương. Và cái bánh nó dày, hơi dày, và nó có một cái vị hơi mặn mặn. Đó, và ăn bánh tráng đặng bàn là phải ăn với đủ loại rau rừng hết. Đó, có những cái loại rau mà mình nhìn cũng không biết luôn. Ví dụ như cái rau này là mình không biết luôn. Rau này rau gì không biết luôn nè. Nói chung nó quá nhiều loại rau đi. Đó, không biết luôn. Chút xíu nữa là sau cái này Coleman sẽ đi vào một cái cơ sở sản xuất rau rừng đó, để quay cho chương trình Made in Việt Nam. Đó, ở đây nó bỏ, họ bỏ rất là nhiều rau, mình bỏ không hết nổi, chỉ có làm cái cho bà con mình xem tượng trưng đó. Cái miếng này đó, một cái địa phương nữa mà cũng có làm cái miếng thịt mà nó mỏng như vậy là ở Đà Nẵng. À, bánh tráng thịt heo hai đầu da. Nhưng mà cái bánh tráng ngoài đó nó khác với bánh tráng Trảng Bàng là do cái bánh tráng. Mọi người thấy mình cuốn không? Đấy, bây giờ mình sẽ cái chén nước mắm, cái tô nước mắm ở đầu lúc nãy mình vô. Đó, giờ bỏ ra ăn nó mới đã nha. Gọn gàng. Việt Nam mình là nói về nước mắm rồi, nước mắm các loại luôn, nước mắm mặn, nước mắm chua ngọt, rồi nước mắm kẹo. Trước khi mà Coleman làm nước mắm Sài Gòn là Coleman mê nó ăn nước mắm tới nỗi mà làm rồi. Tức là mình bán nước mắm luôn, ai cũng biết mình là bán chuyên rồi. Nổi tiếng là ông nước mắm luôn. Và bây giờ vẫn mê nước mắm nha, chứ không phải có nước mắm mà quên nước mắm đâu nha bà con. Đây. Ừ.
nước mắm chua ngọt ở đây nó vừa, nước chua ngọt nó không có cảm giác nhiều về nước mắm luôn á. Rồi lúc mới có những cái này mà con nghe mùi nước mắm nặng quá, nó đậm quá, khó ăn lắm. Cuốn thêm một cuốn đi. Dạ. Rồi tiếp tục quay trở lại bánh canh. Trời ơi, 2 năm rồi mới quay lại, Tết năm ngoái năm nay. Ngon thần cầu. Nhưng cái thịt luộc này bà con nhớ nha, chấm nước mắm mà phải có tiêu, và tiêu của Tây Ninh luôn nha. Tiêu Tây Ninh, muối ớt với muối tiêu Tây Ninh là ngon, cũng thần sầu lắm. Chứ không chỉ có bánh, không chỉ có bánh canh với bánh tráng đảng bàn không đâu. Như vậy là mình đã tiếp tục điền thêm được một địa điểm bánh canh ngon trên bản đồ bánh canh Việt Nam. Ở đây là bánh canh Nam Dung. Dạ, 74 năm rồi, có từ năm 1950. Địa chỉ nằm ở số 90 đường Nguyễn Văn Rốt, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Và đặc biệt là nơi đây đã từng là nơi mà được nguyên thủ quốc gia Campuchia, thủ tướng Hun Sen đó, đặt ăn và chở lên biên giới nhiều lần luôn nha. Đó, rất là vinh dự phải không bà con? Đó, mình có về Trảng Bàng, có đường về nên ghé ăn thử nha. Đường Nguyễn Văn Rốt, 90 Nguyễn Văn Rốt, bánh canh Nam Dung. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.